chào, mình là Hà Ly, năm nay mình 22 tuổi. Hiện tại thì mình đang học trong Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, khoa nhạc cụ truyền thống và chuyên ngành của mình là tan thô lục. Ước mơ của mình sau này sẽ trở thành một giáo viên dạy đàn, cũng như là một MC và một diễn viên. Trước đây thì mình đã từng đóng một phim ngắn, các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Tình yêu đích thực là gì? Thì tôi sẽ nói với bạn. Đó là điệu nhảy đẹp nhất cuộc đời bạn. Là khi chúng ta thực sự muốn ở bên cạnh một ai đó và làm người đó hạnh phúc. Nó không phụ thuộc vào việc bạn nói anh yêu em hay là em yêu anh bao nhiêu lần. Chỉ cần chúng ta không ngừng tin tưởng và cố gắng, luôn nhẫn nại và hoàn thiện lẫn nhau, đủ can đảm và chân thành. Ngoài tình yêu với cả cây đàn tam thập lục thì mình còn biết đánh piano nữa. Và hiện tại thì mình đang dạy thêm cho các bé muốn học piano. Và ở đằng sau đây là hai học trò của mình. Ngày hôm nay mình sẽ dạy học các bé. Đây là nốt. Đồ. Ừ, đồ này có mấy phách? 4 phách. Đúng rồi. Cả đó thích cười, cười rất tinh. Và cười và một cái xe cho con nữa. Một lọ. Tin nhắn của Keng TV. Keng TV, chương trình Tôi là con gái mời bạn đến trường quay Keng để nhận thử thách của chương trình. Có rất nhiều bất ngờ dành cho bạn. Không biết đây là thử thách gì nhỉ? Các bạn hãy thử cùng mình đến đấy nhé. Thật sự không biết rằng bên trong này thử thách là gì cả. Em đang cảm thấy rất là lo lắng và ngột. Chúng ta thử cùng vào nhé. Chào anh chị ạ. Chào em. Bạn đã sẵn sàng với những thử thách mà chúng tôi sắp đưa ra với các bạn chưa? Bạn yêu đơn phương chàng trai 1 năm rồi. Và thời gian gần đây bạn nhận thấy là anh ấy cũng có chút tình cảm lại với mình. Mặc dù chưa nói lần nào với anh đấy, thế nhưng hôm nay bạn quyết tâm là sẽ thổ lộ tình cảm của mình cho anh ấy biết. Và bạn đến quán cà phê gặp anh ấy đang ngồi đấy, bạn sẽ nói gì và làm gì? Em không biết phải làm thế nào cả, bởi vì anh cứ thể hiện cảm xúc thực sự của em đi. Em có cần nhắc lại tình huống không? À thôi, em nhớ rồi. Em có thể nhờ anh làm luôn nhân vật có được không ạ? Rất sẵn sàng, anh giúp em. Dạ. Chào em. Chào anh. Thôi. Tự tin chưa? Rồi ạ. Ừ, rồi ok. Nhưng mà cho em hỏi là phải tỏ tình thật ạ? Chào anh. Ừ, chào em. Lâu lắm rồi mới gặp anh nhỉ? Ô, anh đang đợi ai à? Ờ, có chút việc thôi. Đợi bạn anh thôi à? Mà. Ừ. Anh đợi bạn anh lâu chưa? Chắc là 15 phút rồi. Thế à? Thế em ngồi đây có được không? Ừ, em ngồi đi. Ừ. Thật ra thì em có một điều muốn nói với anh. Thật ra thì... Có gì xin giấu em này. Anh lấy ra cho. Thật ra thì... Em có tình cảm rất là sâu sắc với anh. Anh! Chờ em lâu chưa? Lâu thế, anh mà tự chờ mỗi một tí, khiếp mồ hôi này. Nóng quá không phải, trời nóng quá. Nóng quá à? Ừ. Ai đây? Em gái anh đấy. Em gái anh nhá. Ừ. Chốt được. Nhưng mà lần đầu tiên em mới thấy. Ờ, bố anh nhiều vợ mà. Lại nói xạo rồi. Thật mà, mặt anh không bao giờ nói xạo luôn. Đây, giới thiệu với em. Chào chị. Kia, đây là Mai, người yêu anh. Chào chị. Em là em gái anh Hiếu thật á? Dạ vâng. Này mà,
em đứng ngay từ xa kia rồi nhá. Chị ơi, em nhớ hiếu chỉ là anh em thôi ạ. Định qua mặt tôi à? Chị ơi à, anh định qua mặt tôi đúng không? Tôi đứng từ xa nhá và thấy anh vừa làm gì cô ấy. Còn cô có biết đây là người yêu tôi không? Em không. Không biết á? Thế bây giờ thì biết rồi đúng không? Đúng. Thế tại sao cô lại đứng sấn tới người yêu tôi? À? Ánh mắt thì nhìn đắm đuối, nhìn nhau, yêu nhau à? Hả? À? Yêu nhau đúng không? Em có yêu anh ấy. À, em có anh yêu anh ấy. Đâu. Anh yêu em mà. Đời này chỉ yêu mình em thôi. Mà vừa xong anh Hiếu cũng vừa bảo thích em. Đâu, không phải vậy đâu. Không mà. Cô... Cô biết đây là người yêu tôi mà. Em không biết. Cô dám tỏ tình à? Em không biết anh ấy có người. Thôi đi. Chị bình tĩnh lại được không? Em có thể nói chuyện bình tĩnh với chị được không? Tôi không bình tĩnh được. Chị rõ ràng cô biết anh ấy có người yêu em rồi. Em không biết anh Hiếu có vẫn người yêu. Vút ve âu yếm nhau. Chị hãy xem lại anh Hiếu đi. Được. Tôi không cần xem. Ngày hôm nay đâu? Thằng này, thằng mất dạy đâu rồi? Thằng mất dạy kia đâu rồi? Đấy, thấy chưa? Nó bỏ cô đi rồi đúng không? Và anh ấy cũng bỏ chị đấy. Không bao giờ bỏ tôi, không bao chị giờ bỏ tôi. Chị hãy bình tĩnh lại đi. Chỉ có cô thôi, chị cô đã đi cướp người yêu của người khác còn cướp lắm người yêu của ai cả. Đã đi cướp người yêu của người khác còn lắm mồm. Em không cướp người yêu của ai cả. Chị có hiểu không? Chị bình tĩnh lại được chưa? Em cũng thích anh ấy và chị cũng yêu anh ấy thôi. Chúng ta cùng yêu một người. Và chị hãy thử xem anh ấy là người như thế nào. Em yêu anh ấy từ rất lâu rồi và em không hề biết anh có người yêu. Anh ấy không nói gì cả. Chị bình tĩnh được chưa? Nhá. Chị từ từ đã, nghe em nói đã. Chúng mình cùng hoàn cảnh thôi. Nhá. Thật sự em rất là buồn. Em không hề biết anh có người yêu rồi. Em thì đau lòng lắm. Và em cũng rất xin lỗi chị. Và thực là em không biết điều này. Chị suy nghĩ kỹ nhá. Thật sự là em không hề hiểu rằng anh có người yêu đâu. Anh có lẽ em tuần tới đi xem phim nữa cơ. Lúc gặp chị thật sự em rất là bất ngờ. Em thực sự làm anh cảm thấy như mình là thằng sở khanh trong câu chuyện của em vậy. Và tôi thì là một người rất là tội lỗi khi làm một cô gái là phải rơi nước mắt như thế. Tôi thì không ngờ là bạn có thể xử lý tình huống khá là tốt như thế. Trước khi mà nhận lời vào cái thử thách này thì em có bao giờ có nghĩ được là chị sẽ đưa ra những cái thử thách như thế này cho em không? Em cũng không nghĩ là như thế. Vâng, nhưng mà thử thách này khá là hay đấy ạ. Em thấy cảm xúc như nào? Còn bồi hồi không? Run không? Thật sự là em rất là run và thấy hơi hoang mang một chút. Nhưng mà thật sự là vừa xong thì hai anh chị diễn rất là đạt. Cũng một phần là đấy cuốn em theo cái mạch của câu chuyện. Vậy em cũng rất cảm ơn anh chị. Chúc mừng bạn. Chúc mừng em. Vậy là mình đã vừa hoàn thành xong thử thách của chương trình. Các bạn hãy bình chọn cho mình theo cú pháp MX02 trên website của kiang.vn nhé. Thời gian bình chọn chỉ có một tuần thôi. Vì thế mà các bạn hãy nhanh tay và bình chọn cho mình nhé. Bởi vì sẽ có rất nhiều phần thưởng hấp dẫn dành cho các bạn đấy. Hãy tự tin là chính mình. Hồn nhiên và đáng yêu. Bởi vì tôi là con gái. Tạm biệt.